khỉ này mọi người, nó có thể đu dây chạy vòng vòng ở trong khu này luôn. Trời bắt đầu mưa rồi, giờ mình sẽ đi lên cái cầu đây mình xem khỉ nha. Trời sắp mưa cho nên mấy ảnh trốn đâu mất hết. Cái ảnh đang bận đu dây đây. Bên là monkey. Monkey out. Đây, monkey đang đu dây chạy vòng ở trên này. Con này nó to. Hai con. Rất là to luôn mọi người. Mà nhìn hơi tối ha. Đây ngồi một cặp. To quá. Cái này nó ngược sáng nên nó hơi tối. Rất là to luôn. Đu dây chạy vòng ở trong này. Đây là cái khu riêng dành cho khỉ đó mọi người, là con khỉ màu vàng lúc nãy đó. Đây có một con rất là to luôn nè. Để con phóng gần cho mọi người xem. Đó. Rất là to luôn. Ba con. Si Elena kìa. Trời ơi to dễ sợ luôn. Cái bộ lông của nó nhìn như là tóc uốn, tóc xùi đó mọi người. Trên này cũng có một anh đang đu dây nè. Có mấy cái lưới võng để mấy anh khỉ nằm đu đưa chơi nè. Đó, đi vòng vòng ở trong cái sở thú luôn.